Xin chào các bạn. Lần trước mình có hướng dẫn các bạn cái cách mà mình tổng hợp lương của 12 tháng trong năm để mình làm lên được một cái sheet tổng hợp và tính được ra quyết toán thuế thu nhập cá nhân của từng người. Mình sử dụng cái hàm sum if và sau đó thì cái cách mà mình tổng hợp lương của từng người vào ấy thì mình sử dụng hàm advanced filter. Đấy, hàm lọc cao cấp để ra được cái nhân viên mà trong cái trường hợp mà công ty mình có nhiều nhân viên, ví dụ như những các công ty sản xuất, lượng nhân viên của mình sẽ ra vào khác nhau, đúng không? Lượng nhân viên ra vào khác nhau, hoặc cũng có thể là cái số nhân viên này của mình này, ví dụ ông Nguyễn Văn Việt đang đứng ở vị trí đầu nhưng có thể sang ở bảng thứ hai, mình cho sang vị trí hai. Thì khi mà mình tổng hợp thì mình gặp rất là nhiều khó khăn, thì mình đã hướng dẫn các bạn là cái cách mà mình sử dụng vào data, vào advanced, vào filter và vào advanced. Thế thì hôm nay mình sẽ sử dụng hướng dẫn các bạn sử dụng một hàm, đó là sử dụng cái thanh công cụ consolidate. Có nghĩa là khi mà mình làm như này thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Bây giờ mình giả dụ đây mình có 3 tháng nhé. Nếu như các bạn làm 12 tháng thì các bạn làm vẫn tương tự. Bây giờ mình sẽ copy thêm một cái bảng nữa để có một cái định dạng y hệt giống như cái bảng từ tháng 1 đến tháng 12. Mình nhấn phải chuột, mình chọn Move or Copy. Mình chọn vào Grid or Copy và chọn đến tháng 3 này. Mình nhấn OK. Ở đây thì mình sẽ đổi tên là sheet này là sheet tổng hợp nhé. Thế ở đây thì mình sẽ xóa tất cả những cái định cái chữ này đi và mình để nguyên, mình chỉ lấy cái bảng định dạng thôi nhá. Mình làm như sau: mình để con chuột ở tại chỗ cột họ tên, còn cái cột số thứ tự thì mình không cần kéo nhá. Và ở đây thì mình sẽ kéo được tất cả các cột này cộng tổng lại lương của từng người một. Các bạn đặt chuột vào đây, chọn Consolidate này. Các bạn chọn chỗ này là sum vì mình đang muốn tính tổng. Sau này các bạn muốn đếm hoặc là tính trung bình các thứ thì các bạn có thể dùng các hàm ở dưới. Ở đây mình đang cần tổng cộng tất cả lại. Và tại phần Difference này các bạn tích chuột vào cái ô có mũi tên này để mình chọn đường dẫn nhé. Đầu tiên mình chọn đường dẫn tháng 1. Thì bây giờ mình sẽ đặt con chuột ở tại bộ phận quản lý, cứ coi như là mình muốn ở đây, vì ở đây bảng lương của mình có các bộ phận nữa nên là mình đành phải quét hết luôn. Sau này nếu mà các bạn kéo lên thì các bạn có thể xóa xóa các bộ phận này đi, hoặc để mình có thể kiểm chứng được từng bộ phận tổng năm là bao nhiêu. Các bạn nhấn chuột đây này, các bạn chọn hết vùng nhá. Chọn hết vùng này. Chọn đến cuối cùng nhá. Rồi, sau các bạn nhấn quay trở lại và nhấn add này. OK nhá. Tiếp theo mình sau khi mình add được cái sheet của tháng 1 xong, mình quay lại phần Difference này, mình chọn mũi tên và chọn sang tháng 2. Cũng tại tại phần này các bạn quét cho mình từ bộ phận này hết tất cả nhân viên và hết bảng nhá. Rồi OK. Các bạn nhấn quay trở lại và nhấn add này. Tiếp theo các bạn nhấn vào mũi tên, chọn sang tháng 3. Tháng 3 này, các bạn cũng quét này. Các bạn quét nhá. Hết, OK chưa? Đối với các bạn có 12 tháng thì các bạn quét tương tự như vậy để mình đỡ phải copy 12 sheet lại vào một sheet và sau đó mình sử dụng advanced filter. Mình add tiếp này. Như vậy các bạn được 3 sheet đúng không? Nếu mà các bạn có 12 sheet thì tương tự. Sau đó thì các bạn chọn vào Let Column, left column và nhấn OK. Và sau khi mà mình nhấn OK thì cái bảng tổng hợp này của mình đã hiện được lên tất cả những người mà có trong công ty. Thì ở đây là do mình kiểm tra nhé. Tháng 1 là mình có bao nhiêu nhân viên này? Có 5 nhân viên này. Tháng 2 mình cũng có 5 nhân viên này. Tháng 3 mình có 5 nhân viên. Nhưng các bạn nhìn nhá, nhân viên của các tháng lại không giống nhau. Ví dụ ở đây là Tiến Thúy Vĩnh, ở đây lại là Linh Tuấn Vĩnh.
Đúng không ạ? Như vậy thì vô hình chung là có một nhân viên đã vào và một nhân viên ra, đúng không? Tổng tổng nhân viên của mình cộng gộp lại thì sẽ là thành 6 nhân viên. Đây sẽ được 6 nhân viên, thì ở đây mình có thể là 1 2 3. Đây là 3 4 5 5 6 7. Đấy, mình ở đây là có 7 cơ. Ok chưa? Có 7 nhân viên nhá. Ở đây của mình đã cộng được tổng, ví dụ của ông Nguyễn Văn Việt trong 3 tháng lương cơ bản của ông là bao nhiêu này? Rồi lương thời gian bao nhiêu, ăn ca bao nhiêu đã được tổng cộng hết. Mình làm như thế này nhanh, mình không mất thời gian. Thế thì ở đây mình đã có được các cột, mình bỏ bôi vàng các cột này đi nhá, để mình sẽ chỉ cho các bạn các cột mà mình cần quan tâm khi quyết toán. Ví dụ như ở đây là cột đầu tiên là cộng phụ cấp này, cộng phụ cấp. Nhưng mà cộng phụ cấp của mình thì mình sẽ không cho vào lương, khi mà mình hạch toán không cho vào lương nên mình không quan tâm cột cộng phụ cấp nữa, mà mình quan tâm tổng lương. Cột tổng lương là thu nhập chịu thuế này, mình bôi vàng để đến lúc gì mình so sánh lại với cái phần mình quyết toán lần trước nhá. Tiếp theo nữa là thu nhập tính thuế, đúng không? Tiếp theo là các khoản giảm trừ, đúng không? Và thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Đây. Ok chưa? Cột này mình bôi chữ màu đỏ. Ok nhá. Những cái này mình trả lại chữ màu đen này. Bây giờ mình muốn kiểm tra rằng xem nào có đúng rằng ông Nguyễn Văn Việt này nhá, có tổng lương, có nghĩa là tổng thu nhập chịu thuế là 83 triệu 538 không, và có các khoản giảm trừ là 44 triệu 730 không, và tổng thu nhập tính thuế là 38 triệu không nhá. Thì các bạn quay sang cái phần mình là quyết toán thuế thu nhập, quyết toán này, quyết toán thuế mà video trước mình đã hướng dẫn. Ở đây này, mình đối chứng nhá. Ví dụ như ông Nguyễn Văn Việt tổng thu nhập chịu thuế, mình nhấn bằng vào đây. Tổng thu nhập chịu thuế sang phần tổng hợp. Đây mình kéo xem là có đúng không này. Đây đúng không? Tổng thu nhập chịu thuế nhá. Mình cũng copy cái này để sang đây cho nó dễ nhá. Là ở đây là mình đối chiếu bằng con đây, mình đối chiếu bằng cái phần consolidate này. Tiếp các khoản giảm trừ mình nhấn dấu bằng và sang phần tổng hợp mình lấy các khoản giảm trừ đây. 44 triệu 730. Đúng không ạ? 44 triệu 730. Đúng không ạ? Đây. 83 này, 538 giống nhau nhá, 44 triệu 730 ok nhá. Thu nhập tính thuế này bằng nhá. Sang phần tổng hợp. Lấy thu nhập tính thuế 38 triệu 808 462. Ở đây cũng 38 triệu 808 462, đúng không ạ? Giống, bây giờ chỉ còn cái phần tính thuế thu nhập này thôi, đúng không? Thuế thu nhập này thì mình sẽ copy luôn theo cái hàm, cái chỗ này là E30 này, E30 thì ở chỗ này đúng không? Bây giờ mình copy luôn này, copy nhá, copy luôn này, sau đó mình đánh dấu bằng ở đây, Ctrl V vào. Lúc này E30 mình thay E30 bằng Y, Y hoặc là các bạn có thể là như thế này này. Các bạn nhìn luôn là thu nhập tính thuế bằng nhau rồi, đúng không? Thì mình có copy công thức thì nó cũng giống hệt nhau. Vì ở đây mình đang để vẫn là E30 nhá. E30 vì là cái số tiền thu nhập tính thuế này bằng nhau. Các bạn thấy không? Các bạn làm theo cách này thì mình sẽ nhanh hơn. Hoặc ngoài ra các bạn có thể là, đây là mình đối chứng lại với cái cách trước mình dùng data advanced filter và mình lại phải sử dụng một lần nữa hàm sum if. Thế thì bây giờ mình sẽ coi như là mình không làm theo cái cách này nữa, mình không có dữ liệu để mình đối chứng. Mình sẽ copy cái anh tính thuế thu nhập cá nhân này sang cái bảng này luôn này. Các bạn nhìn nhá, tổng hợp này luôn này. Sang bảng tổng hợp này luôn, các bạn đánh dấu bằng Ctrl V ở đây. Thế ở đây là đang E30. E30 nhá. 30 thì là mình không phải, mà bây giờ mình cần phải lấy ở cái cột AB, AB13 này nhá. Thì các bạn rất là đơn giản, các bạn chỉ cần sửa lại cái chỗ này này. AB13 ở đây. Sau đó các bạn copy tất cả AB13 này. AB13 này, vì là cái công thức mình đặt sẵn theo cái hàm if lồng mà. Ctrl C nhá, các bạn V vào hết đây này. V vào hết đây cho mình nhá.
bạn không phải đánh lại nữa, nó mất thời gian đúng không? Mình chỉ cần sửa lại cái phần thu nhập tính thuế thôi. Ctrl V này. Rồi, mình sẽ sửa nhanh cái phần này nhá. Các bạn nhớ là phải sửa hết không, nếu như các bạn quên một 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 cái dữ liệu thôi thì là kết quả nó sẽ khác, vì là ví dụ như trong cái trường hợp này mình quên chứa cái ô E30 thì giả dụ ô đấy nó là một cái số liệu khác thì nó sẽ ra kết quả không chính xác nhá. Mình Ctrl V hết. Sau khi Ctrl V xong thì các bạn nhấn Enter này. Các bạn nhìn xem là dữ liệu của mình là ra đúng 6.452.115, mình kéo hết xuống cho tất cả các người trong 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 phần công ty nhá. Thế ở đây mình xem nào. Ở đây có hai cái bộ phận này nhá, hai bộ phận này mình bôi đỏ để mình sẽ xóa đi này. Mình sẽ không cộng lại. Ok chưa? Hai cái bộ phận này. Bây giờ mình có thể dùng cái giả dụ mình cộng nhanh thôi. Bằng này. Mình cộng tạm bằng tay nhá. Đây là cột Lương Thị Thúy. Lương Thị Thúy đây là Lương Thị Thúy không phải, các bạn kiểm tra lại cái ô ở bên Lương Thị Thúy chỗ bên này nhá. Lái xe này. Tổng cộng. Đây, thu nhập tính thuế có 2 triệu thôi. Tổng cộng các khoản giảm trừ 9 triệu 8. Bây giờ mình sang đây mình kiểm tra lại này. Tổng hợp thu nhập tính thuế. Các bạn biết vì sao? Đây là do khi mà mình cộng, ở đây họ chỉ có làm một tháng thôi các bạn. Thu nhập tính thuế tại cái ô này, tại cái ô này là mình xóa chưa hết này. Xóa chưa hết nhá. Xóa chưa hết thì bây giờ mình sẽ không tính tổng cộng nữa, loại trừ Thúy này ra vì là lúc đấy mình xóa không hết nên nó còn công thức này. Đúng không? Đây nó còn còn công thức của cái phần cộng hai cái này này là không phải. Rồi ok, bây giờ mình thử kiểm tra thêm một người nữa xem đúng không nhá. Lê Thị Liên này. 1.425.577. Đây. 1.425.577 đúng không? Mình bằng vào đây để xem Nguyễn Văn Linh nhá. Nguyễn Văn Linh này. Nguyễn Văn Linh. Đây, 196 enter. Đúng không? Đúng rồi nhá. Đấy, đấy là cái cách mà các bạn kiểm tra lại trong cái trường hợp mà mình đã có một cái làm cũng cách làm tương tự, mình đối chiếu hai cách với nhau thì mình cảm giác rằng là cái quyết toán thuế thu nhập theo cách này thì các bạn làm sẽ nhanh hơn đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn có thể tham gia nhóm kế toán online Huế Chia Ki để xem nhiều video dạy miễn phí hơn. Chúc các bạn học tốt.